lớp trà đàm cảm năng phong thủy của công ty phong thủy vi diệu Vào lúc 6 giờ chiều thứ sáu ngày 6 tháng 3 tại văn phòng trên lầu 2 địa chỉ 621 Tully Road thành phố San Jose công ty phong thủy vi diệu đã mở lớp trà đàm với đề tài cảm năng phong thủy và tử vi năm giáp ngọ 2014 do giáo sư Diamanda Tina Huỳnh master phong thủy và tử vi đến từ Canada hướng dẫn đây là lần thứ hai lớp trà đàm được tổ chức ở California và cũng là lần đầu tiên ở thành phố San Jose. Chúng tôi thấy có khoảng 60 học viên đã ghi tên tham dự và được sự hướng dẫn của ban tổ chức sắp xếp chỗ ngồi rất chu đáo với phần phục vụ nước uống và thức ăn nhẹ. Trước khi bắt đầu chương trình, chúng tôi có dịp tiếp xúc với giáo sư Huỳnh, bà đã chia sẻ. Kính thưa quý vị, bên cạnh chúng tôi là giáo sư Huỳnh đến từ Canada. Xin chào giáo sư Huỳnh. Chào quốc bảo của Đài Việt Today. Dạ, thưa giáo sư đây có phải là lớp đầu tiên trà đàm mà ở san jose giáo sư đứng lớp không ạ dạ đúng dạ đúng đây là lần đầu tiên ở san jose còn cái lớp trà đàm phong thủy và tử vi thì chúng tôi đã làm nhiều nơi ở khắp nơi trên thế giới nhưng mà san jose là lần đầu tiên Tại sao mình gọi là trà đàm mà mình không gọi là một lớp học phong thủy mà mình dùng cái từ trà đàm thưa giáo sư? Dạ yeah, thưa quý vị thính giả, khán giả cũng như là thưa quốc bảo, trà đàm có nghĩa là chúng ta ngồi lại cùng với nhau và chúng ta uống trà và ăn bánh và chúng ta có một cái thời gian rất là thoải mái và chúng ta có thể hỏi những cái gì mà chi tiết, những cái gì thắc mắc ở trong cái công cuộc mà chúng ta đã nghiên cứu về phong thủy, về tử vi thế giáo sư cho đến ngày hôm nay thì khoa học đã khẳng định rằng là phong thủy không phải là một cái môn gọi là là triều tượng, đây là, là một khoa học thì thông qua những lớp trà đàm, những buổi trà đàm, những buổi chia sẻ này thì giáo sư có điều gì muốn chia sẻ đến với tất cả những học viên? Dạ, thưa quốc bảo cũng như là thưa quý vị khán giả là chúng tôi muốn chia sẻ thứ nhất là hiện bây giờ thì phong thủy đối với chúng ta bây giờ ai cũng biết nó là một cái khoa học chứ không còn gọi như là mê tín dị đoan như hồi xưa tại vì hồi xưa ai cũng nghe nói tới phong thủy thì nói là mê tín nhưng mà đây là một cái khoa học khôn ngoan về môi trường mà chúng ta nghiên cứu để chúng ta khắc phục được môi trường và chính cái môi trường đó khi chúng ta khắc phục được thì chúng ta sẽ được hưởng những cái quyền lợi trong đó và đem lại cải thiện được cái đời sống của chúng ta đem lại những cái thành công thịnh vượng vui vẻ và hạnh phúc của chúng ta Thưa giáo sư, theo chúng tôi được biết thì là phong thủy có nhiều cái hệ phái hoặc là môn phái. Vậy thì giáo sư có thể chia sẻ và những cái môn phái nào là môn phái chính hay là môn phái phụ có thể mình chia như vậy được không thưa giáo sư? À, thưa quốc bảo cũng như là thưa quý khán giả là chúng ta đó thấy nếu mà quý vị đã có nghiên cứu ở trên mạng nhiều đó, thì quý vị thấy là có nhiều trường phái nhưng mà hai trường phái chính đó là à, tam nguyên và tam hợp thì trường phái tam hợp đó là thuộc về à, trường phái địa lý bắc trạch nhiều hơn thì cái cái cách mà phân tích nó khác nhau đối với cái trường phái của chúng tôi trường phái của chúng tôi là trường phái Huyền Không Thâm Tam Nguyên thì cái cách phân tích nó cũng khác nhau thì tí xíu nữa trong cái buổi trà đàm thì chúng tôi sẽ diễn giải một cách rất là chi tiết hơn đó thì quan trọng là chúng ta nên tìm một cái trường phái nào mà chúng ta thấy là rõ ràng đối với chúng tôi chúng tôi có cái trường phái này là chúng là cái trường phái nó có chân truyền có nghĩa là mình biết ai là người tổ sư và mình học như thế nào đó là cái cách làm sao để mà mình chọn một cái trường phái đúng cho mình đi tại vì rất là nhiều trường phái tôi biết là quý vị rất là phân vân không biết là trường phái nào sẽ là cái trường phái mà quý vị thích đó quý vị cảm ơn phần trình bày của giáo sư và chúc cho giáo sư nhiều sức khỏe cũng như lớp trà đạo của chúng ta được thành công tốt đẹp thưa giáo sư cảm ơn quốc bảo cũng như là cảm ơn các khán giả đã lắng nghe MC Tấn Phương, người điều hợp chương trình và cũng đã sát cánh với công ty trong thời gian vừa qua, cũng đã chia sẻ một vài nét về lớp học này. nói một cách nôm na thì theo như chúng ta vẫn thường suy luận phong là gió mà thủy là nước thì cái sự kết hợp rất là hài hòa giữa môi trường khí và sinh lực của mỗi con người cũng như là thiên nhiên nó kết hợp với nhau cộng với một số những cái vật mà chúng ta chọn uh, mà những cái vật mà nó linh đó, thì người ta gọi là linh vật để mà sắp xếp trong gia đình của mình làm sao cho có một sự ngăn nắp để cho nó hanh thông tất cả mọi việc thì khi mình vào mình phim mình cảm thấy tốt thì lúc đó là cái tinh thần mình đã thoải mái và chắc chắn là chúng ta sẽ có sự thành công thì uh, trong cái uh, buổi phong thủy của hôm nay cũng như lần trước không khí luôn hào hứng và trong suốt cả chương trình thì uh, cộng đồng người việt tại uh, bắc cali thưa anh uh, tham gia rất là đông đặt câu hỏi rất là nhiều về phong thủy về tử vi cũng như là những cái tình huống phải nói là rất uh, gây go rất là lắc léo trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày và cách giải quyết như thế nào cụ thể thì đặc biệt là có giáo sư Diamond Tina đến từ Canada là một giáo sư đặc nhiệm của Malaysia đã từng giảng dạy trên toàn thế giới trong suốt thời gian qua. Đúng 7 giờ, giáo sư Huỳnh đã mở đầu buổi trà đàm bằng những lời chào mừng và sau đó giới thiệu đôi nét về phong thủy, đặc biệt là về trường phái huyền không tam nguyên của giáo sư và so sánh với trường phái địa lý bắc trạch của Trung Quốc. Qua buổi trà đàm, giáo sư Huỳnh và các học viên đã có cơ hội cùng trao đổi và chia sẻ một số những thắc mắc liên quan đến phong thủy trong đời sống, trong công việc làm hàng ngày. Được biết, công ty cũng có những lời giảng dạy về những bí quyết thành công, các lớp phong thủy thực hành trong những ngày còn lại của tháng 3. Buổi trà đàm kết thúc vào lúc hơn 11 giờ đêm.